Chào tất cả các bạn. Hy vọng các bạn xem clip thì các bạn đã xem clip nhiều rồi thì các bạn chắc hẳn đã biết mình là ai. Nhưng mình vẫn muốn giới thiệu với các bạn một lần nữa, mình là Rom Thiên Tài. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một dòng sản phẩm Control Headphone, chúng ta dùng để kiểm âm cho các bộ phận về nhạc cụ, hoặc là chúng ta dùng kiểm âm về những mặt hàng nhạc cụ, cũng như là chúng ta dùng cái headphone đó để chúng ta chơi đàn hoặc là chơi trống, chúng ta đeo vào chúng ta để kiểm âm. Thì hôm nay Tài sẽ review khui hộp cũng như là giới thiệu tới cho quý anh chị các bạn một dòng sản phẩm headphone Roland RH300V. Đây là một dòng sản phẩm Roland RH300V, một tai nghe kiểm âm rất là cao cấp của dòng Roland Vibrom. Thì đây là một dòng tai nghe Roland RH300V, đây là một dòng sản phẩm mới của Roland. Thì hôm nay Tài sẽ khui hộp cho các bạn chúng ta cùng xem. Nếu như các bạn anh chị chúng ta có nhu cầu quan tâm tới sản phẩm của shop mình đang review khui hộp đây, inbox cho Tài cũng như là dành những tin nhắn yêu thương, những cuộc gọi yêu thương cho mình nha. Cảm ơn anh chị đã luôn theo dõi hai kênh YouTube của mình. Kênh thứ nhất chuyên về review các mặt hàng nhạc cụ cũng như là demo các mặt hàng về nhạc cụ. Kênh YouTube thứ hai chuyên về solo trống, đó là Rom Thiên Tài, kênh chuyên demo các mặt hàng nhạc cụ Roland và Rom Thiên Tài. Bây giờ mình và các bạn cùng bước nhanh vào khâu khui hộp chiếc tai nghe RH300V này. Mời anh chị chúng ta cùng xem. Mình sẽ khui hộp ngay đây luôn nha anh chị. Mình sẽ đi lấy một cái mình quên lấy cái đồ để cắt siêu rồi nha anh chị. Thì mình sẽ lột ra luôn. Đây là một dòng control headphone rất là cao cấp để chúng ta dùng để kiểm âm. Đây, nhìn nó rất là rồ. Những dòng sản phẩm của Roland thì chúng ta không cần phải quảng cáo cũng như là giới thiệu nhiều, thì chúng ta sẽ cùng xem chi tiết bên ngoài và bên trong vỏ hộp của dòng sản phẩm, sau đó chúng ta sẽ review khui hộp. Dòng headphone của Roland này thì chúng ta được nhập từ Nhật Bản nha anh chị. Đây là một dòng tai nghe kiểm âm của Roland rất là cao cấp hiện nay. Đây là mẫu mới nhất của Roland bây giờ rồi nha anh chị. Thì khi nào sản phẩm ra được những dòng khác nữa thì mình sẽ review cho anh chị cùng xem. Anh chị chúng ta chưa khui hộp mà anh chị chúng ta thấy không? Phía bên trong chữ 300V này nó rất là nhôm rất là đẹp, cũng như là khắc nổi các dòng chữ của Roland. Rồi chúng ta sẽ khui hộp. Cảm giác khui hộp cắt siêu rất là đã nha anh chị. Đây, chúng ta thấy chưa? Chúng ta vừa khui ra thôi là chúng ta đã thấy được thương hiệu của Roland nằm ở ngay chỗ trên đỉnh chóp của phần tai nghe. Wow, rất là sang trọng và đẹp anh chị ạ. Thì bên trong hộp thì chúng ta sẽ gồm một headphone cũng như là một sách hướng dẫn sử dụng của dòng headphone RH300V. Cameraman quay giùm mình chi tiết cận cảnh chiếc 300V, chiếc 300V. Mình xin nhắc lại với anh chị, đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Roland. Một dòng headphone kiểm âm của dòng Roland RH300V rất là đẹp và chi tiết.
mình sẽ review mình sẽ cũng như là review chi tiết cận cảnh cái dòng tai nghe kiểm âm RH300V này cho anh chị em chúng ta cùng xem, cũng như là mình sẽ đánh giá sâu sắc hơn về cái dòng tai nghe kiểm âm này để cho anh chị em chúng ta cùng nghe. Khi mà mình đã trải nghiệm xong rồi thì mình sẽ dành chút ít thời gian để chia sẻ những gì mà mình đã từng trải qua cho anh chị cùng xem cũng như là cũng nắm bắt để trước khi chúng ta lựa chọn một dòng tai nghe kiểm âm nào đó dành riêng cho bản thân của mình, khi chúng ta chơi một môn nhạc cụ nào đó hoặc là chúng ta dùng để nghe nhạc hoặc hát gì đó, thì hy vọng các bạn và mình sẽ luôn tìm được những dòng tai nghe phù hợp với lại chất âm của mình khi chơi nhạc cũng như là hát trên nghe nhạc và hát trên các dòng tai nghe kiểm âm như thế này. Mời cameraman cùng quay lại cổng của cho mình một lần nữa. Đây, thì chúng ta cũng đã thấy bên trong hộp thì có một túi chống ẩm của hãng sản xuất người ta làm ra, có luôn các dòng chữ của tiếng Nhật. Rồi thì bên trong đây chúng ta cùng xem, vỏ bọc đồ rất là bài bản. Rồi thì bên trong thì chúng ta sẽ gồm có thêm một rắc chuyển đổi sao ly. Rắc này thì chúng ta phải vặn chứ không phải là rút ra nha anh chị. Đây. Đây. Bên trong đây là chúng ta được làm bằng mạ vàng rất là đẹp nha anh chị, rất là sáng bóng. Đó thì chúng ta gắn vô. Khi chúng ta dùng điện thoại hoặc laptop hoặc những model chống đời nào đó nó dùng sao ly thì chúng ta sẽ chuyển qua sao ly, còn không thì chúng ta mở nó ra để chúng ta dùng 3.5 thì nó có cho chúng ta tùy chọn 3.5 và 6.5 tùy mục đích của chúng ta khi sử dụng. Hãng đã tính rồi anh chị ha. Đây thì đây là chi tiết hơn về dòng sản phẩm này, rất là đẹp nha anh chị, rất đẹp và sáng luôn. Cái chữ RH300V này được in rất là đẹp, cũng như là một logo quen thuộc của dòng Roland, Vibrom rất là đẹp, rất là sắc nét. Còn anh chị chúng ta cùng xem các giải chụp tai để làm cho êm ấm tai hơn, làm nhìn rất là rồ thì cũng như là rất là cứng cáp và đẹp. Khi chúng ta chụp vào thì rất là êm tai, sẽ không gây cho chúng ta khi khó chịu khi sử dụng cái dòng mà headphone như thế này khi chụp lên trên tai. Chữ RH300V tức là viết tắt của chữ Roland Headphone 300V. Đấy, nó anh đến tài nhớ. Chữ một là nói luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cận cảnh lại cho anh chị em chúng ta cùng xem nè. Từng chi tiết trên chiếc 300V này rất là đẹp. Cảm ơn anh chị em đã dành chút ít thời gian xem clip nha. Trước khi kết thúc clip thì mình xin chúc tất cả anh chị xem clip những clip review của mình vui vẻ hạnh phúc. Thì sau đó mình sẽ trải nghiệm trên cái dòng control headphone này để trải nghiệm, rồi sẽ cho anh chị những ý kiến về cái chiếc tai nghe 300V này để cho chúng ta cùng tham khảo, chúng ta cùng so sánh. Chúng ta sẽ hy vọng các bạn sẽ có những hy vọng các bạn sẽ trải nghiệm được tốt trên những dòng sản phẩm từ thương hiệu của Roland mang lại cho chúng ta, cũng như là shop nhạc của Roland Thiên Tài đã nhập về để bán cho các bạn. Thì nếu như các bạn chúng ta có nhu cầu quan tâm tới một dòng sản phẩm tai nghe kiểm âm
như thế này thì inbox cho Roland Thiên Tài theo số điện thoại 0386 282 707. Một lần nữa chứ trước khi kết thúc clip, mình xin chúc tất cả anh chị và bạn bè có những buổi xem clip review thật là vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó các bạn đừng quên đăng ký hai kênh YouTube của mình nha. Kênh YouTube chuyên về solo trống Rom Thiên Tài, kênh YouTube thứ hai chuyên về demo các mặt hàng nhạc cụ cũng như là review các mặt hàng về nhạc cụ Roland by Rom Thiên Tài. Nếu yêu thích hãy donate cho mình một like, một share, một subscribe.